Xin chào các bạn, hôm nay mời các bạn hãy cùng gia đình KPN review nhà hàng On The Rock tại Mango Bay Resort Phú Quốc xem có gì đặc biệt các bạn nhé. Nhà hàng On The Rock là nhà hàng chính của Mango Bay Resort, nằm tại địa chỉ là tổ 3 ấp Ông Lan, xã Cửa Dương của thành phố đảo Phú Quốc. Và khu vực này là khu vực quầy bar và trung tâm của nhà hàng. Thời điểm hiện tại mà gia đình mình đang có mặt ở đây là khoảng 3 giờ chiều. Nhà hàng này là một trong những nhà hàng mà nằm trong top các nhà hàng ngắm mặt trời lặn đẹp nhất ở trên đảo Phú Quốc đó các bạn. Thời gian mà nhà hàng bắt đầu nhận khách để ngắm mặt trời lặn là từ 4 giờ chiều cho đến 7 giờ tối nha các bạn. Thông thường thì ở nhà hàng này không nhận đặt bàn qua online hoặc là điện thoại, chỉ nhận trực tiếp khi các bạn đến đây. Ngay cả khi nếu các bạn là khách lưu trú tại Mango Bay Resort đi chăng nữa thì nhà hàng này vẫn không nhận đặt bàn trước nha các bạn, vì lý do là để cho công bằng khách bên ngoài và khách bên trong. Nên nếu các bạn muốn trải nghiệm ngắm mặt trời lặn ở đây thì các bạn nên đi sớm trước 3 giờ chiều. Góc bên ngoài này là góc đẹp nhất để ngắm mặt trời lặn đó các bạn. Các bạn thấy sao, đẹp không? Còn riêng gia đình mình thì rất là phê với khung cảnh này, rất là đẹp luôn. Đứng góc này thì thấy được toàn cảnh quán On The Rock buổi chiều lúc mặt trời đang lặn đó các bạn. Dãy bàn này là dãy bàn đắc địa nhất khi đến đây để ngắm mặt trời lặn đó các bạn. Sau một thời gian chờ đợi sắp xếp bàn thì gia đình mình chọn cái dãy bàn bên ngoài. Đây. Đây là bàn của gia đình mình. Theo mình thấy thì thực đơn ở đây thì cũng khá là đa dạng. Về giá cả của món ăn ở đây thì bình quân là khoảng 100.000 đến 250.000 cho một món. Nhưng mà mình thấy cũng hợp lý, bởi vì ngồi cái góc này rất là khó kiếm trên đảo Phú Quốc mà có một cái góc rất là đẹp như vậy để mình vừa ăn mà vừa ngắm được cái cảnh mặt trời lặn. Các bạn thấy góc này đẹp chưa? Thời điểm hiện tại bây giờ là khoảng 5 giờ chiều đó các bạn. Các bạn thấy sao?
nhìn như một bức tranh đúng không? Đây là tô bún thịt nướng của nhà hàng On The Rock. Đây là ly nước đào. Đến đây thì các bạn có thể ngắm mặt trời lặn, có thể uống nước và cũng có thể ăn. Nước thì có giá bình quân ở đây là khoảng 50 đến 100 ngàn một ly nước. Còn các món ăn chính ở đây thì có giá từ 100 cho đến 250 ngàn trên một món. Và đặc biệt đồ ăn ở đây thì thiên về các món Tây là chính nha các bạn. Ăn nhẹ mà không no. Đây là quá trình mặt trời bắt đầu lặn nha các bạn. Các bạn thấy sao, đẹp không? Đây là món pizza. Đây là món gỏi trộn chua cay. Cảm nhận của gia đình mình đến với nhà hàng On The Rock: một là nhân viên phục vụ rất là vui vẻ, nhiệt tình; hai, giá cả rất là hợp lý đối với khung cảnh và bầu trời giống như vậy; ba, thức ăn rất là vừa vị và cũng rất là ngon, rất là xứng danh nằm trong top một trong những nhà hàng ngắm mặt trời lặn đẹp nhất trên đảo Phú Quốc. Như vậy là chúng ta cũng đã review xong nhà hàng On The Rock tại Mango Bay Resort Phú Quốc rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video KPN. Và đừng quên nhấn nút subscribe và nút chuông bên phải để luôn nhận được thông báo khi KPN đăng video nhé các bạn. Cảm ơn các bạn.